Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Kính thưa quý khán giả, có những căn bệnh nghe tên đã thấy lạ, càng ngẫm nghĩ thì càng cảm thấy vô lý. Ví dụ như hội chứng ngừng thở khi ngủ mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Nhiều người sẽ đặt vấn đề ngưng thở thì làm sao mà ngủ được, rồi khi ngủ thì làm sao mà biết là mình ngưng thở, vân vân. Còn rất nhiều câu hỏi xoay quanh về hội chứng ngưng thở khi ngủ này. Và bây giờ mời quý khán giả cùng chúng tôi tìm hiểu về căn bệnh này nhé. Hội chứng ngưng thở khi ngủ là trong quá trình ngủ, người bệnh có hiện tượng ngưng thở. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên hay thỉnh thoảng trong quá trình ngủ là tùy vào từng bệnh nhân. Không chỉ lạ ở cái tên, mà trước đây việc tầm soát nguyên nhân của một ca bị hội chứng ngưng thở cũng khó khăn vô cùng. Bởi nhiều lúc bệnh nhân phải đi lòng vòng qua mấy chuyên khoa mới xác định được chính xác hội chứng này. Với sự tiến bộ của y học, người ta đã chẩn đoán hội chứng ngưng thở khi ngủ bằng cách áp dụng phương pháp đo đa ký giấc ngủ. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán nghi ngờ có ngưng thở trong lúc ngủ, thì bệnh nhân sẽ được tư vấn để làm xét nghiệm này. Trước tiên mà phát hiện ra cái hội chứng ngưng thở lúc ngáy là do tôi ngủ, tôi ngáy, tôi biết, tôi nghe thấy tôi ngáy. Thứ hai nữa là mỗi một lần tôi tỉnh giấc dậy thì nó mệt lắm. Mệt mà thở, phải thở dốc thì mới chịu được. Có những cái triệu chứng như thế này, như ông bà mình nói là cái gọi là ngủ dạng bóng đè đấy, thì cái bệnh ngưng thở khi ngủ thì có thể một buổi tối bị 4-5 lần. Người mình nó tê hết, mắt mình có thể là vẫn chao cháo nhưng mà người không cử động được. Khi mà dậy rất là mệt. Cộng thêm nữa là về ban ngày ấy, tại vì cái đêm của mình thức rất là nhiều lần, cho nên ban ngày là sẵn sàng ngủ gà ngủ gật. Lên xe, ví dụ như lên xe đi công tác ấy, là lên xe cái là khoảng chừng 10 phút sau là ngủ mất. Ngủ mà cái kiểu ngủ không được ngủ sâu, ngủ nó cứ mê. Đối tượng bệnh nhân thì cả nam lẫn nữ, kể cả người trẻ lẫn người lớn tuổi đều có cái số lượng gia tăng rất là đáng kể. Bệnh nhân đa phần là tự tìm đến bệnh viện. Bởi vì bệnh nhân thấy là bệnh nhân có một cái giấc ngủ không sâu, cảm thấy rất là mệt mỏi khi buổi sáng thức dậy, làm việc không tập trung, đặc biệt là gây ảnh hưởng đến người thân trong gia đình vì có cái tiếng ngủ ngáy rất là lớn trong khi ngủ đêm. Bệnh nhân tự cảm thấy sức khỏe nó không có được tốt, cộng với cái gia đình có cái sự động viên của gia đình, cho nên là bệnh nhân đã tự tìm đến bệnh viện để được kiểm tra xem là có cái hội chứng ngưng thở khi ngủ hay không. Chúng ta cùng theo dõi một trường hợp làm xét nghiệm đo đa ký giấc ngủ tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh. Để đo đa ký giấc ngủ, bệnh nhân sẽ ở lại và ngủ tại phòng xét nghiệm suốt một đêm, kéo dài khoảng 8 giờ đồng hồ. Lúc này, với sự hỗ trợ của máy đo, mọi hoạt động trong giấc ngủ của bệnh nhân đều được ghi nhận. Xét nghiệm đo đa ký giấc ngủ sẽ ghi nhận cùng lúc nhiều thông số sinh lý của bệnh nhân trong lúc ngủ và khi tỉnh táo. Ví dụ, đo đa ký giấc ngủ có thể trực tiếp theo dõi và đếm số lần gặp các sự cố về hô hấp. Chẳng hạn như có ngưng thở khi ngủ không, tình trạng ngưng thở trong lúc ngủ ít hay nhiều và theo dõi hiện tượng giảm oxy trong máu liên quan đến hội chứng ngưng thở khi ngủ này. Thông thường, chỉ cần thực hiện một lần đo đa ký giấc ngủ và sau đó kết hợp thêm với nội soi vùng mũi họng, bác sĩ đã có kết luận và đưa ra chỉ định điều trị chính xác nhất cho bệnh nhân bị hội chứng này. Kính thưa quý khán giả, trong chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay, khi tìm hiểu về hội chứng ngưng thở khi ngủ, thì trước hết chúng tôi xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Phan Trung Thủy, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Xin được chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Phan Trung Thủy. Chào Ngọc Hoa, kính chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Mở đầu câu chuyện ngày hôm nay thì có thể cho phép Ngọc Hoa được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Phan Trung Thủy là đối với cái hội chứng ngưng thở khi ngủ này thì nó thường xuất hiện ở những ai ạ? Trước tiên mình phải hiểu cái hội chứng ngưng thở là như thế nào. Hội chứng ngưng thở khi ngủ là tập hợp một số tình trạng và một số hội chứng, trong đó cái hiện tượng là ngưng thở mà chủ yếu là do giảm hoặc là không có cái thông khí trong thời gian khoảng 10 giây hoặc hơn. Khi mà bệnh nhân ngủ thì cái đường thở nó có một thời gian không được thông khí. Và cái hội chứng này sẽ thường xảy ra ở nhiều đối tượng mà người ta tìm thấy là tỷ lệ xuất hiện trên người béo mập, béo phì thì nhiều hơn người ốm. Tỷ lệ gặp ở nam
gấp nữ đến 2 cho đến 3 lần. Tuy nhiên càng lớn tuổi, nữ đến tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì tỷ lệ hai đối tượng này gần như nhau, mà không những đã xuất hiện ở cả trẻ em nữa. Như vậy thì y học ngày nay đã có thể xác định rõ ràng nguyên nhân gây nên hội chứng ngưng thở khi ngủ này hay không, thưa phó giáo sư? Vâng, hội chứng ngưng thở thì có thể có nguyên nhân trung ương và có nguyên nhân ngoại biên hoặc cả hai. Nguyên nhân trung ương là do những cái tổn thương ở não hoặc là tủy sống gây ra cái tình trạng mà ngưng thở, thì cái chuyện này là một cái hiện tượng rất là phức tạp và phải có những cái xét nghiệm mới phát hiện ra được. Còn ngoại biên thì là kể như là đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Từ trên xuống dưới có thể có những tắc nghẽn từ mũi, ví dụ như là vẹo vách ngăn nhiều, polyp mũi, những khối u trong mũi, sau đó là xuống dưới họng thì gây hẹp eo họng do quá phát amidan, do quá phát màn hầu, quá phát đáy lưỡi, và xuống nữa là do thanh quản và khí quản ở dưới thì cũng gây ra những cái hội chứng ngưng thở khi ngủ. Có một cái khó mà trong thực tế chúng tôi đã ghi nhận, đó chính là việc phát hiện ra hội chứng ngưng thở khi ngủ. Như vậy thì không biết là cái hội chứng ngưng thở khi ngủ này bình thường bên ngoài nó có biểu hiện gì để mọi người có thể dễ dàng nhận ra hay không, và tự thân người bệnh có thể tự phát hiện hội chứng ngưng thở khi ngủ này hay không, thưa phó giáo sư? Vâng, một câu hỏi rất là hay, bởi vì là cái hiện tượng ngưng thở khi ngủ hoặc là hội chứng ngủ ngáy ở xã hội phát triển thì càng ngày càng gia tăng, và bản thân bệnh nhân thì không nhận biết được, chỉ có những người mà ngủ cùng với bệnh nhân, người nhà thân thiết mới có thể phát hiện ra khi mà bệnh nhân ngủ. Và nếu người nhà bệnh nhân không nhận thức được hiện tượng này là nguy hiểm thì cũng không báo cho bệnh nhân biết, và để lâu ngày từ từ nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của bệnh nhân. Những khi hiệu chứng báo động là thường là bệnh nhân thấy mệt mỏi, nhức đầu, bệnh nhân thậm chí nặng thì gây ngủ gà, có thể đang ngồi nói chuyện với mình như này, đang làm việc như này, và bệnh nhân có thể gục xuống ngủ ngay bất cứ lúc nào do hiện tượng thiếu oxy não kéo dài trong khi ngủ, cho nên khi buổi sáng ra bệnh nhân không có được tỉnh táo, và đặc biệt là khi lái tàu, lái xe có thể gây ra hiện tượng ngủ gà, như vậy thì rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tai nạn giao thông. Khi mà biết được hiện tượng như vậy thì mình phải có thái độ đến tư vấn của những bác sĩ chuyên khoa. Và đặc biệt nữa, trong khi ngủ, bệnh nhân hay có triệu chứng mà tỉnh giấc lại và sau đó là lại rơi vào cái tình trạng ngủ tiếp. Đó là hiện tượng khi mà oxy não nó giảm xuống thì bệnh nhân có đi vào một cái hiện tượng gọi là tỉnh giấc ngắn. Nhưng khi mà hô hấp nó trở lại với bệnh nhân thì bệnh nhân lại rơi vào giấc ngủ. Nhưng mà nói chung là chất lượng giấc ngủ rất là kém, không thể tốt được nếu như có hiện tượng ngưng thở khi ngủ. Hiện nay thì y học sẽ áp dụng những cái giải pháp nào để điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ này, thưa phó giáo sư Trần Phan Trung Thủy? Điều trị thì chủ yếu là tùy theo nguyên nhân. Điều trị nguyên nhân mà trung ương thì phải có bác sĩ nội thần kinh điều trị, và cái này rất là khó. Còn nguyên nhân ngoại biên thì có điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa. Điều trị nội khoa thường là bệnh nhân sẽ mang những cái máy áp lực dương liên tục, CPAP hoặc BiPAP, để trong khi ngủ bệnh nhân sẽ đeo một cái máy để giúp cho cái giải quyết cái tắc nghẽn đường thở khi ngủ. Nhưng nguyên nhân ngoại biên thì thường do bác sĩ tai mũi họng xử trí, có thể xử trí tùy theo nguyên nhân mình đánh giá, có thể tại mũi, có thể tại họng, tại đáy lưỡi hoặc thanh quản, và có thể phối hợp những cái tắc nghẽn đó mà xử trí cùng lúc hoặc nhiều lần. Dân xin được cảm ơn phó giáo sư Trần Phan Trung Thủy đã tham gia tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay ạ. Về cái phương pháp điều trị ngoại khoa với cái hội chứng ngưng thở khi ngủ thì thứ nhất là bệnh nhân phải được đo đa ký giấc ngủ để xem thực sự bệnh nhân có cái ngưng thở khi ngủ hay không, và cái chỉ số ngưng và giảm thở trong cái giới hạn cho phép, đúng cái chỉ định phẫu thuật thì tụi tôi mới tiến hành, bệnh viện mới tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Cái phương pháp phẫu thuật thì nó tùy vào cái chỉ định trên từng bệnh nhân, tức là bệnh nhân có hẹp ở cái vùng nào, ví dụ như vùng mũi, vùng hầu họng vân vân, thì tụi tôi sẽ dựa vào từng bệnh nhân và ra cái chỉ định phẫu thuật để phù hợp đối với mỗi bệnh nhân để cho cái hiệu quả phẫu thuật là cao nhất. Đối với bệnh nhân đã được phẫu thuật trong vòng 3 năm trở lại đây tại bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh thì theo thống kê chúng tôi thấy là bệnh nhân có cái hiệu quả tốt đến rất tốt, là khoảng độ trên 80%, và đa phần là bệnh nhân rất là hài lòng
sau cái kết quả sau phẫu thuật. Có những bệnh nhân đã được theo dõi 2-3 năm trở lên thì thấy rằng cái kết quả giảm ngáy và ngưng thở khi ngủ nó vẫn ổn định theo thời gian. Thì sau khi từ hồi mổ xong đến bây giờ thì thứ nhất là tôi ngủ rất là sâu giấc, vẫn còn ngáy nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ, nhưng mà tôi không nghe tôi ngáy, mà chỉ có người bên cạnh nói là còn ngáy nhẹ nhẹ. Và nếu mà tỉnh dậy, khi đang ngủ mà tỉnh dậy thì bây giờ khỏe, không thấy có cái điều gì điều khó thở hay là mệt mỏi gì cả. Mấy ngày đầu đó, cái này nói cũng vui, mấy ngày đầu mà khi mà mình mới mổ xong lành bệnh rồi á, có hôm bà xã bảo ủa hôm qua anh đi đâu vậy, tại vì bình thường là mình ngủ mình ngáy suốt ngáy rất là lớn. Sức khỏe tốt là một cái, thứ hai trước đây mình cũng bị hơi cao huyết áp, nhưng mà từ khi mình điều trị cái bệnh ngưng thở khi ngủ thì cái chứng cao huyết áp giờ nó cũng hết luôn. Điều đặc biệt quan trọng là chúng tôi cũng lưu ý là bệnh nhân nên là duy trì cân nặng chuẩn sau phẫu thuật thì cái kết quả phẫu thuật nó mới được lâu dài. Còn nếu như bệnh nhân để tăng cân, để bị mập béo phì trở lại, hoặc là bệnh nhân ăn nhậu quá nhiều thì cái kết quả phẫu thuật nó sẽ giảm theo thời gian. Kính thưa quý khán giả, qua theo dõi ghi nhận thứ hai thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Thị Hồng Nhung, phó trưởng bộ môn nội khoa, khoa y dược trường Đại học Trà Vinh nhé. Xin được chào thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Thị Hồng Nhung. Xin chào quý vị khán giả. Từ đầu chương trình đến giờ thì các bác sĩ tham gia trong chương trình cũng nói rất rõ về giải pháp ngoại khoa trong điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ. Còn đối với giải pháp nội khoa thì thưa bác sĩ có thể vui lòng cho biết những ai mới áp dụng giải pháp nội khoa và phương pháp điều trị nội khoa sẽ được tiến hành như thế nào? Trong cái phương pháp điều trị nội khoa thì người ta hướng đến 3 vấn đề. Thứ nhất là mình phải kiểm soát được những cái yếu tố nguy cơ mà có thể gây làm ngưng thở khi ngủ. Như là thứ nhất là béo phì nè, rồi khuyên bệnh nhân là phải từ bỏ rượu, thuốc lá. Cái thứ ba là khuyên bệnh nhân là đừng nên sử dụng những cái thuốc an thần. Cái mục tiêu thứ hai trong cái điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ ở góc độ nội khoa là điều trị ổn định những cái bệnh lý tim mạch của bệnh nhân, ổn định đường huyết, ổn định huyết áp. Tại vì ba cái bệnh lý này á, nó làm tăng cái nguy cơ ngưng thở khi mà bệnh nhân khi ngủ. Cái cuối cùng trong điều trị nội khoa là chủ yếu là điều trị triệu chứng. Thì trong điều trị triệu chứng thì cái phương pháp mà hiệu quả nhất cho đến hiện nay là thở máy CPAP hay là thở máy áp lực dư liên tục. Không biết hiệu quả của vấn đề đeo máy CPAP này như thế nào và liệu rằng nó có thể chữa dứt hẳn cái hội chứng ngưng thở khi ngủ này hay không? Đối với cái phương pháp thở máy áp lực dư liên tục hay là thở máy CPAP thì cho đến hiện nay thì trong nội khoa đây là một phương pháp rất là hiệu quả. Thì nó góp phần, tức là mình khi mà thở máy CPAP thì bệnh nhân sẽ được sử dụng một cái mặt nạ khi ngủ, ấp mặt nạ này khi ngủ, và có một cái máy người ta sẽ đẩy một cái áp lực dư liên tục vào trong cái đường thở của bệnh nhân, giúp cho cái đường hô hấp trên đó, nó không có bị xẹp khi mà bệnh nhân ngủ, do đó nó tránh được cái tình trạng ngưng thở khi ngủ, và như vậy nó sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề cho bệnh nhân. Thứ nhất là nó không có bệnh nhân ngủ đảm bảo được cái giấc ngủ của bệnh nhân. Thứ hai là nó tránh được cái tình trạng giảm oxy máu khi ngủ, như vậy thì nó sẽ tránh được nguy cơ là đột quỵ, tránh được nguy cơ nhồi máu não, và cái nữa là nó giải quyết được cái vấn đề ngáy ngủ của bệnh nhân. Ngay từ đầu thì chúng tôi có đề cập là một cái bệnh nghe tên đã là lạ, mà lạ hơn nữa là người mắc bệnh lại không hề biết mình bị bệnh này. Như vậy thì qua câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhờ thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Thị Hồng Nhung có thể vui lòng cho mọi người được biết làm thế nào mới có thể nhận biết là mình có bị hội chứng ngưng thở khi ngủ hay không ạ? Thì đối với cái hội chứng ngưng thở khi ngủ này á, thì thường là bản thân bệnh nhân rất là khó phát hiện, tại vì nó xảy ra trong lúc bệnh nhân đang ngủ. Thành ra là đa phần á, là phải nhờ vào cái sự giúp đỡ của người ngủ chung với bệnh nhân hay là người thân trong gia đình. Thì mình có thể quan sát nếu mà có những dấu hiệu sau thì mình nên đi tới khám. Thứ nhất là bệnh nhân có cái biểu hiện là ngưng thở trong cái quá trình ngủ, rất là gián đoạn hơi thở khi mình ngủ. Cái thứ hai là biểu hiện cái người ngủ cái bên cạnh mình là người ta ngủ ngáy. Và ngủ ngáy, đặc biệt ngủ ngáy này ngáy rất là to. Cái thứ ba là biểu hiện của cái người thân của mình á, là sáng ngủ dậy rất là mệt mỏi, lúc nào cũng buồn ngủ hết, ăn cơm cũng buồn ngủ, sinh hoạt thông thường cũng buồn ngủ, đọc báo cũng buồn ngủ, xem tivi cũng buồn ngủ, vân vân. Và cái thứ tư là biểu hiện của tăng huyết áp, và đặc biệt cái tăng huyết áp này thường là tăng huyết áp
về đêm, tăng huyết áp khó kiểm soát. Thì đó, nếu như mà người thân của mình hay là bản thân mình nhận thấy là có 2 trong 4 dấu hiệu đó, thì mình nên đến những cái cơ sở y tế chuyên khoa để mình khám tầm soát xem có mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này hay không. Vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Thị Hồng Nhung đã tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay và gửi đến cho khán giả Đài Truyền hình Vĩnh Long những thông tin hết sức là bổ ích. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây cũng xin được tạm dừng. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời chân thành cảm ơn đến quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần sau.